Hồng và Đào Duy xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngăn chặn hơn 10 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ giữa cao điểm dịch. Khám nghiệm vụ điện giật chết người, một cán bộ công an bị điện giật bất tỉnh. Giông gió lớn, lật úp xà lan trên sông Đồng Nai, cứu kịp hai thuyền viên. Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thành phố Cần Thơ vẫn sẽ nỗ lực để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 an toàn, đánh giá đúng năng lực của học sinh sau 10 năm đèn sách. Để nắm bắt những thông tin nóng này, đặc biệt là những bức xúc của người nuôi tôm ở Bạc Liêu gọi về đường dây nóng tố đơn vị thi công điện gió khiến cho tôm bỏ ăn gây thiệt hại lớn, quý vị hãy cùng đồng hành với Đào Duy và Bích Hồng xuyên suốt trong bản tin ngày hôm nay để cùng theo dõi quý vị nhé. Không để quý vị chờ đợi lâu, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với Bích Hồng và Đào Duy theo dõi thông tin nóng đầu tiên của chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh thường đi đầu trong các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai dịch bệnh trên cả nước. Nay thành phố mang tên Bác lại trở thành tâm dịch COVID-19. Nhiều địa phương đã sẵn sàng góp một phần nhỏ bé công sức của mình để hỗ trợ người dân vùng dịch vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, bà con Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ đã quyết định cùng nhau gói những chiếc bánh ú để gửi tặng khu cách ly thành phố Hồ Chí Minh như một lời động viên và chia sẻ với người dân nơi đây. Hiện nay do dịch bệnh, làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn vắng tiếng nói cười rơm rã của du khách phương xa. Nhưng không vì thế mà nơi đây hiu quạnh, bởi ngọn lửa vì tình yêu thương, nghĩa đồng bào lại rực cháy hơn bao giờ hết khi mọi người cùng chung tay nhau gói những chiếc bánh quê gửi lên cho người dân ở khu phong tỏa trên thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh người ta, đã tên hùng ca. Mong mỏi đi kèm với hành động, người Tây Đô nói chung và người dân xứ Cồn Sơn nói riêng đã chung tay gửi đồng bào đã và đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh bằng tất cả tấm lòng như một lời động viên tiếp sức làm ấm lòng nhau giữa những ngày dịch bệnh khó khăn này. Sáng 5 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết tỉnh vừa ghi nhận một công nhân làm việc cho một công ty đóng tại khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, dương tính với SARS-CoV-2. Nơi công nhân này làm việc có 52 người và trong dây chuyền có một người ở xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Nam công nhân có vợ làm ở phân xưởng khác thuộc công ty. Hiện tỉnh Vĩnh Long đã xác định được 85 trường hợp là F1 và 800 trường hợp là F2 của ca dương tính này. Công ty cũng cho cả hai phân xưởng tạm ngưng hoạt động và cho tất cả công nhân ở Đồng Tháp cũng như Tiền Giang được nghỉ việc tạm thời để phòng dịch. Đồng thời, những công nhân này được báo về địa phương để quản lý và theo dõi y tế theo quy định. Thưa quý vị, hơn một năm qua, đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng và rõ rệt đến cả thế giới, buộc các quốc gia phải sử dụng các biện pháp như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Và cũng trong khoảng thời gian này, thông tin mà người dân quan tâm nhiều nhất vẫn là COVID-19. Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học London đã phát hiện khả năng chống lại virus SARS-CoV-2 trong những trường hợp từng bị cảm lạnh thông thường. Và thực hư ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Các nhà khoa học đã nghiên cứu một nhóm gồm 129 nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao trong 16 tuần. Họ nhận thấy có 57 người trong số này chưa từng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Khi tìm hiểu sâu về cơ chế phản ứng của hệ miễn dịch ở những người chưa từng mắc bệnh, nhóm các nhà khoa học nhận thấy các tế bào T trong cơ thể của họ đều có phản ứng rất mạnh với COVID-19. Điều này cho thấy họ đã phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 nhưng cơ thể đã tiêu diệt được mầm bệnh. Điều quan trọng, các tế bào T đã tăng cường các khu vực mục tiêu của mã di truyền được chia sẻ bởi các bệnh cảm lạnh và COVID-19. Các nhà khoa học trước đây đã suy đoán rằng lý do khiến những người lớn tuổi bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nhiều hơn vì các tế bào T thường giảm bớt ở độ tuổi cao niên, trẻ em dễ bị cảm lạnh hơn người lớn, nên có thể đó là lý do nhóm tuổi này ít có nguy cơ mắc virus SARS-CoV-2 hơn. Thưa quý vị, tiêu dùng thực phẩm sạch hiện là xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn trước thực trạng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan, đặc biệt là trong những ngày dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành, thì ăn sạch để đảm bảo sức khỏe vượt dịch lại càng được chú trọng hơn.
Thế nhưng có một điều mà chúng ta cần phải quan tâm là trong khi tuần tra kiểm soát giao thông thì cảnh sát giao thông tại Hà Nội đã phát hiện ô tô biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh chở 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ, được thu gom ở khu vực biên giới phía Bắc và vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để bán cho người dân đang phải căng mình chống dịch. Phạt theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 28 tháng 6, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 15.921, trú xã Đắk Liên, huyện Lắk. Ngày 26 tháng 6, bệnh nhân này đi xe khách của nhà xe Khang Phát từ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về huyện Lắk. Sáng ngày 17 tháng 6, bệnh nhân đến trung tâm y tế huyện Lắk khai báo, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 3 tháng 7, nữ nhân viên của trung tâm y tế huyện Lắk tiếp xúc gần với ca bệnh này cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mặc dù trước đó, Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ tỉnh Đắk Lắk đến các địa bàn có dịch như thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân 15.921 vẫn di chuyển bằng xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đắk Lắk. Điều đáng nói, việc này chỉ được phát hiện thông qua công tác điều tra dịch tễ và truy vết sau khi bệnh nhân 15.921 dương tính với SARS-CoV-2. Một số xe trên bàn trong thời gian vừa qua, cách đây khoảng độ gần một tháng, khi chúng tôi phát hiện và qua trình báo của nhân dân thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo cho công an huyện là có cái kiểm soát, đồng thời chấn chỉnh cho các nhà xe là không được vận chuyển hành khách đi từ nơi vùng dịch về và ngược lại, và đồng thời cũng có làm cái bản cam kết đối với một số nhà xe. Tuy nhiên, đối với trường hợp nhà xe này thì chúng tôi đã chỉ đạo cho công an huyện phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Thì ban đầu thì nhà xe là không hợp tác. Chúng tôi ban chỉ đạo của xã, ban chỉ đạo của huyện xuống làm việc thì nhà xe không hợp tác. Thì sau đó chúng tôi cũng điện sang công an, thì công an bằng nghiệp vụ chuyên môn đã xuống làm việc, theo đó là nhà xe là hợp tác và nhà xe cũng thành khẩn khai báo. Vụ việc trên cho thấy rõ ràng đã có lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch đối với hoạt động vận tải hành khách. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khó lường, thì một lỗ hổng nhỏ rất có thể gây ra hậu quả lớn. Cũng theo ông Phú, liên quan tới hai ca bệnh tại huyện Lắk, hiện ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã truy vết được 56 trường hợp F1, 83 trường hợp F2 và 13 trường hợp F3. Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đã phong tỏa trung tâm y tế huyện Lắk và khu dân cư của hai ca bệnh này sinh sống, đồng thời phun hóa chất khử khuẩn phòng chống dịch bệnh lây lan. Thưa quý vị, những ngày qua, khu vực miền Đông xảy ra dông gió mạnh, một số nơi mưa kéo dài với lượng mưa dao động từ 45mm đến 90mm, đặc biệt tại Bình Dương còn xảy ra mưa đá. Cũng vì thời tiết xấu nên khoảng 16 giờ 40 phút ngày 4 tháng 7, xà lan mang số hiệu LA06745, trên xà lan có 2 người và chở khoảng 400 tấn đá từ Đồng Nai đi Long An đã bị lật úp khiến cho 2 người rơi xuống sông. Liệu họ có được ứng cứu kịp thời hay không? Mời quý vị cùng theo dõi. Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 4 tháng 7, xà lan mang số hiệu LA06745 do anh Nguyễn Trường Lưu, 46 tuổi quê Long An làm thuyền trưởng và anh Nguyễn Văn Khánh, 32 tuổi quê Vĩnh Long làm thuyền viên, chở khoảng 400 tấn đá từ Đồng Nai đi Long An. Khi đến khu vực đối diện cảng xăng dầu Sài Gòn Petro, do sóng to và gió lớn, xà lan bị lật úp. Hai người trên xà lan đã nhảy xuống sông Đồng Nai. Phát hiện sự việc, các cán bộ thuộc trạm kiểm soát số 1 của trạm biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng đã sử dụng cano tiếp cận hiện trường cứu được hai nạn nhân. Sau đó, trạm được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, điện được cúp và công tác khám nghiệm hiện trường tiếp tục được tiến hành. Được biết, đường dây điện trung thế trước đây rất cao so với mặt đất, nhưng do quá trình san lấp tái tạo bờ kè nên mặt đường đã nâng lên cao hơn và gần với đường dây điện. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu là phải. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại hình ảnh một nữ ninja lead điều khiển xe luồn lách giữa các phương tiện đang chờ đèn đỏ và tháo chạy cảnh sát giao thông. Sự việc khiến cho dư luận không khỏi ngán ngẩm trước hành động liều lĩnh của nữ quái xế này. Nhiều ý kiến cho rằng nữ tài xế quá liều lĩnh khi bỏ chạy. Hành vi trên có thể bị xử phạt nặng khi cảnh sát giao thông tra biển số phạt nguội. Mời quý vị theo dõi chi tiết vụ việc ngay sau đây. Hình ảnh trích xuất từ camera hành trình ghi lại trên đường Quang Trung,
Hà Đông, Hà Nội cho thấy, một cô gái trẻ mặc bộ đồ chống nắng kính mít màu hồng, đi xe máy liếc, đã điều khiển xe máy đánh võng, luồn lách qua nhiều phương tiện đang đứng chờ đèn đỏ. Đặc biệt, khi thấy cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, nữ tài xế này không những không chấp hành hiệu lệnh mà lại càng phi nhanh hơn và tấp sát vào lề để tìm đường tháo chạy. Dù đang trong độ tuổi lao động nhưng thay vì dùng công sức của mình kiếm ra những đồng tiền chân chính, một nam thanh niên trong đoạn clip sau đây lại dùng dao và đi cướp ở cửa hàng tiện lợi có tiền tiêu xài. Nhưng thật không may cho anh ta, nhờ vào hình ảnh từ camera và sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 10 tiếng điều tra, đối tượng thực hiện vụ cướp đã bị bắt. Theo đoạn camera trích xuất, một thanh niên mặc áo khoác xám, tay dài, trùm kín đầu, bịt khẩu trang, đi vào cửa hàng tiện ích mua một chai nước, rồi ra quầy thu ngân tính tiền. Lợi dụng lúc nhân viên đang sơ hở, hắn nhanh chóng lấy trong áo khoác một con dao khắc trái cây bằng kim loại màu trắng, dài 20cm, và di chuyển nhanh vào phía trong, yêu cầu nhân viên lấy tiền trong hộc ra đưa cho mình. Trên đường bỏ đi, hắn ta tiếp tục lấy thêm chiếc điện thoại di động iPhone 8 Plus của nhân viên cửa hàng đang sạc trên bàn, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau hơn 10 giờ điều tra, công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều trinh sát đã khám phá nhanh, bắt giữ đối tượng Đoàn Quang Hiển, 33 tuổi, ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú. Do cần tiền tiêu xài nên dùng dao cướp tài sản tại cửa hàng tiện ích. Thưa quý vị, thời gian gần đây, người dân đang rất bức xúc về tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra cả ngày lẫn đêm. Từ những vật có giá trị như là xe máy, điện thoại đến những thứ nhỏ nhặt hơn như là cây cảnh, nón bảo hiểm, thùng bia hay bất cứ một món đồ vật gì cũng có thể sử dụng được và biến thành miếng mồi của đối tượng. Và mới đây nhất, điều mà chẳng ai ngờ đến đó chính là lốc nước ngọt trong quầy hàng cũng bị trộm. Thì thật không còn gì để nói, chỉ vì một món hàng có giá trị rất nhỏ lại đánh mất đi phẩm chất của con người. Mời quý vị theo dõi đoạn camera ngay sau đây. Đoạn clip khoảng 1 phút được camera ghi lại tại cửa hàng tạp hóa ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một người phụ nữ đi xe Vision màu đỏ chạy tới trước cửa hàng tạp hóa, lợi dụng lúc đông người ra vào mua hàng, chị ta nhanh tay lấy lốc nước ngọt khoảng 30.000 đồng và bỏ lên xe của mình. Khi được hỏi đến, người phụ nữ nói thanh toán rồi và nhanh chóng phóng xe bỏ chạy. Trích xuất camera thì chủ tiệm mới dở lẽ. Tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay, xin gửi đến quý bà con một đoạn clip ghi lại hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và ý nghĩa của một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Cụ thể là khi thấy một ông bán hàng rong bối rối chờ qua đường, nam chiến sĩ cảnh sát giao thông đã đến và nắm tay đưa cụ di chuyển một cách an toàn. Hành động đẹp của chàng sĩ quan trẻ đã nhận được nhiều sự tán dương của cộng đồng mạng. Tại ngã tư đông đúc, một cụ ông dán đi lom khom, trên vai là gánh hàng rong, bối rối muốn sang đường nhưng không thể đi được vì quá đông đúc. Ông chờ tới chờ lui rồi đứng nhìn. Chứng kiến việc này, một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ điều tiết xe cộ lập tức có mặt đưa ông cụ sang bên kia đường. Anh đã chạy đến dắt tay cụ, đồng thời chờ đèn đỏ rồi giơ tay xin nhường đường để đưa cụ qua ngã tư an toàn. Hành động của người chiến sĩ này đã nhận được nhiều sự tán dương từ dân mạng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thành phố Cần Thơ có hơn 12.000 thí sinh dự thi. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo thành phố Cần Thơ chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với địa phương ra soát, sàng lọc kỹ, đảm bảo các thí sinh đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông không thuộc diện F0, F1, F2 để kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn. Đặc biệt, ngành y tế phải tiến hành phun thuốc khử khuẩn trước khi diễn ra kỳ thi một ngày. Đội ngũ cán bộ coi thi được quán triệt tuyệt đối không ra khỏi thành phố Cần Thơ và giữ gìn sức khỏe để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi. Là học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm nay, em Huỳnh Anh Thư, trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển có nhiều băn khoăn. Những ngày này, ngoài tập trung ôn thi, việc theo dõi tin tức dịch bệnh cũng được em cập nhật hàng ngày. Dù lo lắng nhưng theo anh Thư, việc của thí sinh bây giờ là phải chủ động học cách sống chung với dịch, tuân thủ các quy tắc về giữ an toàn. Tất cả các bạn ai cũng sẽ lo, cho nên là em nghĩ là mình không có nên hoang mang về nó. Tại vì khi thi thì em nghĩ là mấy bạn có thể mang khẩu trang, với lại em nghĩ là thầy cô đều đã sắp xếp hết. Với lại việc mang khẩu trang với lại ngồi giãn cách như thế nào, nên là mấy bạn không có nên quan mang về vấn đề đó. Ba mẹ lúc nào cũng sợ em sẽ không có đạt được nguyện vọng mong muốn, nhưng mà theo vào đó thì ba mẹ không có gây áp lực cho em. Em cảm thấy lo lắng bởi vì em không có nhiều
cái cơ hội để ôn tập nhiều hơn. Tại vì dịch thì em phải tự ôn ở nhà với lại học trực tuyến nhiều hơn là nên lớp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành phố Cần Thơ có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, thành phố luôn tăng cường kiểm tra các công tác đảm bảo an toàn ở các điểm thi. Đặc biệt, mỗi điểm thi đều có bố trí phòng dự phòng nếu có thí sinh nghi nhiễm. Hiện tại, gần 2.000 người tham gia phục vụ kỳ thi đã được tiêm phòng vaccine COVID-19. Những ngày qua, hoạt động tiếp sức mùa thi cũng đang được triển khai rộng rãi. Thành đoàn và Hội sinh viên thành phố Cần Thơ đã huy động 26 đội sinh viên thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ. Một trong những điểm nhấn của chương trình năm nay là trước mùa thi, sinh viên tình nguyện kết nối trực tuyến với thí sinh để ôn tập, chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, bí quyết chọn trường, chọn ngành. Thành đoàn đã chỉ đạo các quận huyện thành lập ra 24 các cái đội tình nguyện tại 24 hội đồng thi. Thì dự kiến cũng sẽ tư vấn cho 12.160 thí sinh tham gia kỳ thi rồi. Và một đội tình nguyện tiếp sức tình nguyện của ở thành phố. Thì tại các cái chốt dự thi này thì các bạn tình nguyện viên cũng sẽ hỗ trợ công an để phân luồng giao thông để giảm tải ùn tắc giao thông. Cái thứ hai nữa thì cũng hướng dẫn cho thí sinh thực hiện cái nguyên tắc 5K, thực hiện đảm bảo cái nguyên tắc phòng chống dịch, hỗ trợ các cái thức ăn, thức uống dành cho thí sinh và tư vấn cho các em để có một cái tâm thế bước vào kỳ thi là thật sự là tự tin khi các em bước vào cái ngưỡng cửa của kỳ thi lần này. Mặc dù trong tình hình khó khăn nhưng hiện tại chương trình tiếp sức mùa thi ở thành phố Cần Thơ đã nhận được sự đồng hành của nhiều tấm lòng thông thảo. Nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã chủ động kết nối để hỗ trợ thức ăn nhanh, nước uống, sữa, khẩu trang, nước sát khuẩn cho tình nguyện viên lẫn thí sinh. Đầu tiên em thấy được rằng các bạn tình nguyện viên đang làm trong mùa tiếp sức mùa thi này thì các bạn đã hỗ trợ cho các bạn thí sinh hết mình, vừa hỗ trợ cho các bạn trong công tác thi cử, vừa hỗ trợ công tác chống dịch. Vì vậy mà tụi em muốn bảo vệ thêm các bạn tình nguyện viên đó. Đó là ý nghĩa lớn nhất mà tụi em muốn mang lại cho các bạn tình nguyện viên để các bạn có thể an tâm nhất và hỗ trợ cho các bạn thí sinh trong mùa thi này. Thì mình thấy rằng các bạn trẻ nó là những cái mầm non của đất nước. Thì một khoảng thời gian thì các bạn đã quá tập trung, vậy nên là đến khi cái thời điểm mà thi tốt nghiệp đó là thời điểm quan trọng của các bạn. Thì mình cũng rất mong muốn rằng đó là có những cái sản phẩm mà để nó hỗ trợ sức khỏe, để cho các bạn này có sức khỏe và đầy đủ cái tinh thần hơn để tốt cho cái mùa thi, cái quãng đời bắt đầu của các bạn. Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Thí sinh dự thi đều được bố trí điểm thi sao cho gần nhất với nơi cư trú hoặc học tập. Những trường hợp phải đến điểm thi ở xa nơi đang học tập hoặc cư trú được ban chỉ đạo thi các quận huyện có kế hoạch tổ chức xe đưa đón thí sinh đến nơi dự thi đảm bảo an toàn, đồng thời cung cấp các suất ăn miễn phí, chỗ trọ miễn phí. Thành phố Cần Thơ đang nỗ lực để tổ chức kỳ thi an toàn, đánh giá đúng năng lực của học sinh sau 12 năm đèn sách.